thấy hay của nó, và nó có cái cực kỳ hay của nó ở toán tử ba ngôi. Mình viết code nó sẽ ngắn lại rất nhiều. Bây giờ mình sẽ viết nè, nhập vào hai số AB, xuất ra cho thầy số lớn. Cái đề rõ không? Rõ. Bây giờ mình có AB rồi, có sẵn ha. Bạn có thể nhập từ bàn phím, còn thầy có sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra số lớn. Nếu bình thường chúng ta làm thì chúng ta sẽ if A lớn hơn B thì làm gì? S out gì các bạn? A. Còn không? Còn không? S out B. Như vậy đây là cách làm thông thường. Cách làm thông thường. Đúng không nào? Mình chỗ này mình ghi là số lớn đi. Số lớn. Đó, đây là cách làm thông thường mình thường làm. Vậy có cách nào nhanh hơn không? Số lớn là 3. Ví dụ chỗ này mình chạy lại số lớn là 26. Mình phải viết mấy dòng lệnh? À, 4 dòng. 1, 2, 3, 4 dòng. Bây giờ thầy viết lại như thế này. Thầy viết lại. S out. Số lớn. Số lớn. Cộng với. Cộng với. A lớn hơn B. A lớn hơn B. Chấm hỏi. A 2 chấm B. Được không? A lớn hơn B. Bị lỗi gì đây? Thiếu. Mình ngoặc ở đây đúng không? A lớn hơn B. Ngoặc cái biểu thức này lại. A lớn hơn B. Mình viết một lệnh duy nhất. Chạy. 26. Tại vì sao thầy thêm 2 chấm? Bởi vì để cho nó khác lúc nãy. Mình đổi lại thành số 2. Chạy lại. 3. Tiện không? Lợi không? Hay quá vậy chứ. Đúng không nào? Toán tử ba ngôi. Từ 4 lệnh mình viết lại còn một lệnh duy nhất. Được chưa? Toán tử bàn ngồi. Trong trường hợp chúng ta muốn lấy ra kết quả ngay lập tức. Ví dụ khi các bạn xài IFL, nếu A lớn hơn B thì làm gì đó, còn không thì làm gì đó, là hai cái lệnh độc lập với nhau, thì mình dùng toán tử ba ngôi cũng được. Mình có thể dùng if như thế này cũng được. Còn nếu như mà mình chỉ lấy ra cái số lớn hoặc là số bé hoặc là cái gì đó thôi thì mình xài toán tử ba ngôi nó sẽ hay hơn. Đấy, các bạn thấy là giữa dùng lệnh if và dùng toán tử ba ngôi là giống nhau, nhưng mà là dùng toán tử ba ngôi thì nó gọn hơn, nó hay hơn. Và toán tử ba ngôi này xài khá nhiều đấy các bạn, rất gọn. Trong lập trình chúng ta rất hay xài.